Phan Hải xin chào quý cô bác chị. Thì hôm nay cũng như thường lệ, Phan Hải sẽ chia sẻ cho quý cô bác chị mình một cái bài thuốc dân gian mà nó có thể hỗ trợ điều trị viêm phổi, u phổi, ung thư phổi cho chúng ta rất là tốt trong khi chúng ta đang điều trị, phát đồ điều trị của Tây y. Hoặc những cô bác chị nào mà đang bị bệnh mà hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có tiền chữa bệnh đường cùng, thì chúng ta cũng tham khảo cái bài thuốc này. Rồi, dược liệu thứ nhất. Đầu tiên, cô bác chị mình lấy cho Hải cái dừa nước ha. Dừa nước là cái dừa, trái dừa mà mình uống được đó. Còn cái trái dừa này là non nè. Dừa này á, là cô bác chị mình lấy cho Hải là chặt trái dừa ra, lấy cho Hải một cái ly bà cao như thế này, nhỏ như thế này, một ly nước dừa, dừa tươi ha. Thì cô bác chị mình lấy cho Hải là một cái ly nước dừa như vậy ha, một ly nước dừa như vậy. Thứ hai, cô bác chị mình lấy cho Hải là một nắm lá của cây lá mơ này. Cô bác chị mình lưu ý là sử dụng cái loại lá mơ tím ha. Còn cái lá mơ xanh thì theo Hải biết á, thì nó sẽ rất là ít tác dụng hơn. Thì cái lá mơ tím này á, là nó sẽ nhiều tác dụng hơn. Thì chúng ta lấy một nắm lá mơ tím tươi như thế này, ngâm vào nước muối loãng, rửa nước sạch để ráo. Và cô bác chị mình cho vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn. Thì trong khi xay, cô bác chị mình đổ cái ly nước dừa đó vào để chúng ta xay. Nếu chúng ta không có máy xay sinh tố thì chúng ta sẽ giã nhuyễn. Giã nhuyễn xong thì chúng ta sẽ đổ nước dừa vào và chúng ta sẽ rây lọc. Quậy cho đều rồi rây lọc lấy cái nước cốt ha, giữa nước dừa và cái nước lá mơ này. Thứ hai nữa là nếu mà chúng ta xay sinh tố, chúng ta cố gắng xay thật nhuyễn, chúng ta khỏi cần rây lọc ha, chúng ta uống luôn. Đó. Thì cái đó là cái cách để chúng ta bào chế ra một cái bài thuốc dân gian như thế này, từ lá mơ và nước dừa. Rồi. Cái thời gian uống nè. Thời gian uống là 9 giờ sáng và 9 giờ tối ha. Và cái cách uống thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Chúng ta xay xong, 9 giờ sáng chúng ta chuẩn bị uống đúng không ạ? Cô bác chị mình cho Hải vào là 2 muỗng mật ong rừng thiên nhiên vào. Nếu chúng ta không có mật ong rừng thiên nhiên thì chúng ta sẽ lấy mật ong nuôi. Nhưng nếu có mật ong rừng thiên nhiên thì nó sẽ tốt hơn. Đó. Thì sau khi mà chúng ta cho 2 muỗng cà phê mật ong rừng thiên nhiên vào cái nước này thì chúng ta sẽ quậy cho thật đều và chúng ta sẽ uống một lần và uống 9 giờ sáng. 9 giờ tối chúng ta đi ngủ. 9 giờ tối chúng ta đi ngủ. Trước khi chúng ta đi ngủ ha, 9 giờ tối thì chúng ta làm một lần nữa, thì 9 giờ tối chúng ta uống một lần thứ hai. Như vậy đó. Cứ một ngày chúng ta uống hai lần, nhưng cái giờ giấc thì phải 9 giờ sáng và 9 giờ tối. Nói chung là không nhất thiết phải 9 giờ đúng. Nhưng mà ví dụ như 9 giờ kém hoặc là hơn 9 giờ thì chúng ta sẽ uống một lần. Như vậy ha. Như vậy thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta rất là nhiều về cái vấn đề là hỗ trợ điều trị bệnh là viêm phổi, viêm phế quản, ho hen, rồi u phổi, ung thư phổi, rất là tốt cho cô bác chị mình từ một cái dược liệu như thế này. Thì những cái bài thuốc dân gian như thế này á, thì nó rất là tuyệt vời khi mà chúng ta hợp cơ địa. Nếu mà chúng ta không hợp cơ địa thì chúng ta có thể sử dụng bài thuốc khác. Bởi vì sao? Bởi vì mỗi người có mỗi cơ địa khác nhau, cái nhóm máu thôi cũng đã khác nhau rồi. Ví dụ một người nhóm máu A, một người A cộng, một người B cộng, một người AB cộng, một người AB trừ, một người nhóm máu O. Đó, như vậy thì đơn giản là cơ địa là như vậy. Đó. Thì mỗi người mỗi cơ địa khác nhau, chúng ta sử dụng bài thuốc này không hết thì chúng ta sử dụng bài thuốc khác. Đó. Nếu chúng ta sử dụng trong vòng 5 ngày đến 15 ngày mà cảm thấy mà nó thuyên giảm ít á, bệnh thì nó sẽ không tiến triển nhưng mà thuyên giảm ít, thì như vậy thì chúng ta sẽ chuyển qua cái bài thuốc khác. Trong kênh của Hải rất là nhiều cái bài thuốc, ví dụ như sử dụng bài thuốc đó không hết thì Hải sẽ chia sẻ cho quý chị mình một cái bài thuốc khác đây. Cái lá hẹ, cái cây hẹ mà hay mà niêm hủ tiếu đó. Cây hẹ ha. Niêm hủ tiếu ha. Nếu chúng ta sử dụng bài thuốc này không hết nè, không hợp á, thì chúng ta sẽ lấy cái cây hẹ mà hay niêm hủ tiếu hay xào huyết á. Đó. Cái cây hẹ đó. Thì cây hẹ đó nó có cái tên rất là mỹ miều, đó là cửu thái tử. Đó. Nhưng mà nó rất là tuyệt vời trong vấn đề điều trị phổi của y sư Tệ Lâm. Đã có một cái bài thuốc rất là tuyệt vời, hôm nay hãy chia sẻ cái bài thuốc y sư Tệ Lâm đó cho các anh chị mình luôn. Lấy một nắm lá hẹ tươi như thế này, một nắm lá hẹ tươi, cái liều lượng là một nắm ha. Rồi các anh chị mình rửa cho sạch đi, ngâm một nước muối loãng rửa sạch để ráo đi, và các anh chị mình bỏ ngược lại cái thao nước sạch, bỏ ngược lại và chúng ta đổ nước cho ngập và chúng ta sẽ ngâm 6 giờ đồng hồ. Cái vấn đề ngâm 6 giờ đồng hồ đó để cho nó tập trung và nó liên kết cái cấu trúc của cái dược liệu nó mạnh hơn. Sau khi đã ngâm được 6 giờ, ví dụ 6 giờ sáng chúng ta dậy và chúng ta sẽ ngâm dược liệu, 12 giờ trưa chúng ta sẽ xay nhuyễn. Nếu chúng ta xay thật nhuyễn thì chúng ta sẽ khỏi cần vắt nước,
Nếu chúng ta giã nhuyễn thì chúng ta sẽ vắt nước ha. Và trong khi xay hoặc trong khi giã chúng ta không cho nước thêm, cứ để như vậy và chúng ta sẽ giã hoặc xay thôi. Khi xay xong thì cô bác chị mình đó là uống một lần, ha. Chiều chúng ta uống một lần. Cái vấn đề hẹ này là không cần thiết phải giờ giấc ha. Sáng chúng ta uống một lần, chiều chúng ta uống một lần. Và trong cái vấn đề điều, trong cái quá trình điều trị, phác đồ điều trị của Tây y thì chúng ta sẽ hỗ trợ thêm cái cách này, thì nó sẽ giúp của anh chị mình rất là tuyệt vời trong cái vấn đề điều trị viêm phổi, u phổi và ung thư phổi. Về cái bài thuốc lá hẹ này, rất là nhiều người đã áp dụng bệnh về phổi và đã có một cái chuyển biến rất là tích cực và đã hồi âm về cho Hải, thì Hải đã nhận được, Hải chia sẻ bài thuốc lá hẹ này hình như 2-3 năm rồi, và có rất là nhiều của anh chị mình đã hồi âm một cách rất là tích cực. Cho nên hôm nay Hải chia sẻ luôn, sẵn mình chia sẻ cái bài thuốc từ cái lá mơ lông này và cái nước dừa, thì Hải sẽ chia sẻ luôn cái bài thuốc từ cái lá hẹ cho quán chị mình. Ngoài ra riêng cái lá hẹ đó, nếu quán chị nào bị viêm amidan thì chúng ta sẽ đâm vắt nước cốt và chúng ta pha với là một ít mật ong rừng thiên nhiên hoặc một ít muối. Nếu không có mật ong rừng thì pha một ít muối vào và quậy cho thật đều cái nước, với cái nước cốt của lá hẹ đó. Và chúng ta sẽ múc, mỗi lần múc một muỗng cà phê, ngậm nuốt từ 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 từ, ngậm nuốt từ 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 từ, thì nó sẽ giải quyết cho cô bác chị mình là từ cái nước cốt hẹ nè, nó sẽ trị được nè viêm họng nè, viêm hầu họng nè, viêm amidan nè, rồi ho nè, rồi viêm xoang nè. Đó, nước hẹ nó rất là nồng, cái nồng của đó đó là nó sẽ nồng lên trên mũi chúng ta và nó sẽ hỗ trợ cho vấn đề viêm, nó kháng khuẩn kháng viêm rất là tốt, cho nên là nó sẽ hỗ trợ vấn đề viêm mũi, viêm xoang rất là tốt. Về cái hẹ thôi, cô bác chị mình cứ thử đi, cây hẹ nó rất là tuyệt vời. Nhưng quan trọng là chúng ta sử dụng đúng cách. Khi mà cây hẹ mà chúng ta nấu chín rồi thì nó mất đi cái tác dụng chống viêm. Nhưng mà hẹ mà chúng ta sử dụng sống, tươi, thì cái cấu trúc, cái cấu trúc kháng viêm, kháng sinh nó rất là bền vững và rất là chắc. Nó sẽ kháng viêm kháng sinh cho chúng ta rất là tốt. Cho nên khi chúng ta ăn hẹ sống thì nó sẽ tốt, tốt gấp 100% khi mà chúng ta ăn hẹ chín. Về cái vấn đề kháng viêm, khi mà nó chín thì nó còn những cái tác dụng khác thôi. Về tác dụng chống viêm thì nó sẽ không còn nữa, nó mất đi cái tác dụng đó nha. Bởi vậy nên chúng ta ăn hẹ thì chúng ta ăn sống thì tốt nhất, nhưng cái mùi của nó thì nhiều người ăn được, người nhiều người không ăn được đó. Thì như vậy thì Hải đã chia sẻ xong cho quý quán chị mình đó là rất là nhiều cái công dụng từ cái lá mơ lông và cái lá hẹ, để mong rằng giúp đỡ được một phần nào cho quý quán chị mình trong cái vấn đề điều trị viêm phổi, u phổi, ung thư phổi. Và trong cái thời buổi hiện tại này, về vấn đề bệnh dịch hiện tại này, thì cái những cái cách này Hải thấy nó cũng rất là tuyệt vời cho quý cô bác chị mình đó. Mong rằng có thể giúp đỡ được một phần nào cho cô bác chị mình trong cuộc sống ha. Rồi thì cuối video Hải cảm ơn cô bác chị mình rất là nhiều đã luôn đồng hành và luôn ủng hộ Hải trong suốt khoảng thời gian qua. Hãy luôn đi tìm kiếm những bài thuốc dân gian như thế này để chia sẻ lên cho quý cô bác chị mình, mong rằng có thể giúp đỡ được cô bác chị mình. Chúc các anh chị mình có sức khỏe thật dồi dào và luôn luôn thành công cuộc sống. Video Hải đến đây Hải xin được kết thúc. Bây giờ xin chào, xin hẹn gặp lại quý các anh chị mình vào video tiếp theo.